Sợ hãi với bánh tráng có topping nguyên con khiến cộng đồng mạng ám ảnh nhớ mãi không quên. Bánh tráng trộn là món ăn vặt yêu thích của rất nhiều người. Thế nhưng việc ăn phải bánh tráng có topping nguyên con thì chắc chắn khiến thực khách phải ám ảnh mãi không quên. Mới đây, một cô gái chia sẻ hình ảnh bịch bánh tráng mình mua tại một cửa hàng. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi cô gái mở bịch bánh tráng ra để trộn thì mới tá hỏa phát hiện ra topping độc lạ là một con thạch sùng to bự, sấy khô nằm ngay trong đó. Ôi trời ơi! Ngay lập tức, cô gái đã liên hệ cửa hàng mình mua để làm rõ sự việc, thì cửa hàng lại đổ lỗi cho nhà sản xuất và nhận trách nhiệm sẽ hoàn tiền. Thế nhưng lời hứa gió bay, cửa hàng nói vậy rồi thờ ơ im lặng, mặc kệ cô gái chờ đợi trong vô vọng. Ngay đến cả một lời xin lỗi, cô gái này cũng không nhận được từ phía cửa hàng. Cách xử lý của cửa hàng trên đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc. Vẫn là lời nhắc nhở, mọi người cần hãy lựa chọn những nơi bán đồ ăn uy tín để tránh tiền mất tật mang. Còn bạn nghĩ sao về trường hợp trên? Comment ngay cho TV Chen được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Chen và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé!